Tìm ở đấy toàn là còn không thì hết rồi. Bán máy là anh tư vấn là đừng có làm việc nhé, không vui là sau rồi quên đi. Nhưng mà đấy người ta tư vấn thì cô có bảo là đấy trong là mình có tài khoản thì cứ đăng nhập vào là mình chuyển cho cái công ty anh tạm máy anh cứ khách là đừng có đăng nhập vào không dùng cái thường xuyên sẽ quên ngay mới đầu 1-2 tháng thì nhớ đấy, nhưng mà khi lửa lòng thì đâu cũng được đến lúc đó thì quên. Thank you.